Hoạt cơn bể cá từng nặng 73 kg, trải qua gần 20 cuộc phẫu thuật và ý nghĩa hình xăm trên cổ đầy bất ngờ. Ngân Baby đang là cái tên được cộng đồng mạng chú ý trong những ngày gần đây. Cô gái đã có những chia sẻ về bản thân sau những ồn ào. Đoạn clip được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội khi một cô gái mặc đồ bó sát, bơi lượn trong bể cá. Hình ảnh này được cắt ra từ một video đang viral trên nền tảng TikTok. Cô gái trong đoạn video trên là Ngân Baby, sinh năm 2003. Theo đó, hot girl này đã lao mình xuống bể cá, lượn nhiều vòng để nhóm thanh niên quay video. Chia sẻ với chúng tôi sau loạt ồn ào, thị phi. Ngân Baby cho biết, sinh ra ở Nghệ An, sống cùng bố mẹ, bà nội và anh trai từ nhỏ. Sau khi học hết lớp 12, cô nghỉ học và ra đời mưu sinh kiếm sống, phát triển sự nghiệp. Hiện Ngân Baby sống cùng bố và bà ở Hà Nội. Công việc chính của cô gái này là chạy quảng cáo các sản phẩm và làm dancer tự do khi rảnh. Trước những ồn ào về ngoại hình và bản thân, Ngân Baby cho biết cô đã từng trải qua gần 20 cuộc phẫu thuật để cải thiện được như hiện tại. Tôi từng nặng 73 kg trong suốt quãng thời gian dài. Sự thiếu tự tin là điều khiến tôi quyết định cố gắng thay đổi, Ngân Baby nói. Về lời mời làm trò trong bể cá, Ngân cho rằng do muốn kiếm tiền nên sẽ cố làm. Cũng có băn khoăn, có sợ nhưng phải cố gắng. Nói về ý nghĩa hình xăm lớn ở cổ, cô gái cho rằng ban đầu muốn xăm năm sinh của bố mẹ, nhưng sau đó bị lỗi nên đã xăm con hổ lên chứ không có ẩn ý gì đặc biệt. Sau những ồn ào trong bể cá, cư dân mạng cũng tìm ra những video trước đây của cô gái. Theo đó, thời điểm sau phẫu thuật thẩm mỹ, cô nàng nhận về nhiều ý kiến trái chiều, những lời nói không hay của cư dân mạng. Đặc biệt, hàng loạt các clip nhạy cảm được cho là của cô gái đã xuất hiện trên mạng xã hội. Sau đó, Ngân Baby đã có những chia sẻ trong đoạn clip, các bạn đừng chửi mình nữa vì mình đã cố gắng rất là nhiều rồi. Cái đấy nó bị lộ ra như thế thôi chứ mọi người đừng trách mình để làm gì, Ngân Baby nói đồng thời, cầm chiếc điện thoại có hình ảnh trước đây của mình chia sẻ cho mọi người xem. Cô gái này cũng không ngần ngại chia sẻ hình ảnh này trên page, mạng xã hội. Hình ảnh cho thấy Ngân Baby trước khi giảm cân và phẫu thuật thẩm mỹ trông không được gọn gàng như hiện tại. Những hình ảnh này khiến nhiều người bất ngờ trước sự thay đổi đáng kinh ngạc của cô gái này.